Tiếp theo thì anh sẽ chữa cái câu cuối cùng là câu số 52 trong đề bài tập rèn luyện số 6 cho các em nhé. Thì câu này cũng tương tự với câu số 51 thôi. Thì người ta cũng cho hai hàm số. Và người ta yêu cầu là tìm các cái giá trị của tham số m để đồ thị của hai hàm số này cắt nhau tại hai điểm phân biệt. Thì bây giờ cái điều đầu tiên là anh cũng sẽ đi tìm tập xác định. Tập xác định ở đây là Tập xác định của cái hàm số này là 1 dương vô cùng. D1. Và tập xác định của hàm số này là D2 bằng R này. Bỏ đi điểm 4 phần 3 và 2. Đó, và anh đã tìm được hai tập xác định của hai hàm số rồi. Bây giờ anh đi sẽ đi xét cái phương trình hoành độ giao điểm nhé. Phương trình hoành độ giao điểm là 2x bình phương cộng 1 căn x 1 bằng 11 trên 3x trừ 4 trừ 1 trên 2x 2 trừ x các em nhé cộng 11 cộng m và tương tự như bài trên thì anh cũng đi cô lập cái tham số m tức là anh sẽ cô lập cái cụm 11 cộng m này tương đương với 11 cộng m sẽ bằng 2x bình phương cộng 1 nhân căn x trừ 1 trừ 11 trên 3x trừ 4 cộng 1 trên 2 trừ x và anh đặt cái bế phải này bằng fx tỉa bà tí nữa anh sẽ đi xét cái hàm fx này thì bây giờ anh sẽ đi xét cái hàm số fx fx này bằng 2x bình cộng 1 căn x 1 trừ 11 trên 3x 4 anh viết lại là trừ 1 trên x 2 nhé để tí nữa tính đạo hàm cho nó dễ trên Bây giờ chúng ta xét trên đâu? Trên tập xét xác định của cả cái hàm Fx này Thì tập xác định của cả cái hàm Fx là D Chính là giao của D1 và D2 Và nó chính là Nó chính là Một dương vô cùng Bỏ đi Điểm 4 phần 3 và 2 Đây chính là tập xác định Của Fx Rồi Ok thì bây giờ chúng ta sẽ đi tính F X nhé F của chúng ta bằng U nhân V đạo hàm là U phẩy V cộng UV phải. U V phẩy. U phẩy là 4X nhân căn X trừ 1 cộng 2X bình cộng 1 nhân V phẩy là căn U là U phẩy trên 2 căn U trên 2 căn X 1. Rồi tiếp theo là cộng sẽ là cộng 33 trên 3X 4 tất cả bình phương cộng 1 trên x trừ 2 tất cả bình phương Và các em thấy luôn do x lớn hơn bằng 1 Nên là cái cụm này sẽ dưa lớn bằng 0 Và cụm này sẽ lớn hơn 0 khi nào? Lớn hơn 0 khi x lớn hơn 1 Và cụm này sẽ luôn lớn hơn 0 Với mọi x thuộc vào cái miền D này Thì rõ ràng cái đạo hàm này luôn lớn hơn 0 Với mọi x thuộc khoảng 1 dương vô cùng Bỏ đi 2 điểm 4 phần 3 và 2 đúng không? Tức là chúng ta có cái hàm này là hàm đồng biến rồi đấy Đồng biến trên mỗi khoảng xác định rồi đấy Bây giờ chúng ta sẽ đi vẽ bảng biến thiên nhé Thì bây giờ anh sẽ Anh sẽ vẽ cái bảng biến thiên này X này F phải X này Fx này Chúng ta xét trên một dương vô cùng và trên đó chúng ta bỏ đi 2 điểm 4 phần 3 và 2. Tức là sao? Anh ghi lại cái hàm fx ban đầu cho các em nhé. fx bằng 2x bình cộng 1 căn x trừ 1. Này, trừ 11 trên 3x trừ 4. Trừ 1 trên x trừ 2. Rồi, bây giờ nhé. F phải x không xác định tại x bằng 1. Nhưng mà Fx nó vẫn xác định tại x bằng 1. F x và cả Fx đều không xác định tại x bằng 4 phần 3. Và 2. Đó. Chúng ta sẽ có những cái gạch như này. Và chúng ta không xét trên những khoảng này. F x luôn lớn hơn 0 trên tập xác định. Trên mỗi khoảng xác định. Đó. Và bây giờ chúng ta sẽ đi tính này. Tại cái vị trí này chúng ta đi tính giới hạn trái của cái hàm Fx tại điểm 4 phần 3 là chúng ta sẽ tính ra dương vô cùng. Tại vị trí này chúng ta sẽ đi tính giới hạn phải. Giới hạn phải tại điểm 4 phần 3 là sẽ tính ra âm vô cùng các em ạ. Tại vị trí này thì các em sẽ tính giới hạn trái tại điểm 2 là các em ra dương vô cùng. Tại vị trí này thì các em sẽ tính ra giới hạn phải tại điểm 2 thì tức là âm vô cùng. Thì ở đây thì các em đi tính giới hạn khi x tiến tới dương vô cùng là các em cũng tính ra dương vô cùng và ở đây các em tính giá trị của hàm số tại x bằng 1 là ra 12 và chúng ta sẽ có cái bảng biến thiên như sau đó và bây giờ để đồ thị hàm số cắt nhau tại hai điểm phân biệt thì tức là đường thẳng y bằng 11 cộng m cái đồ thị y bằng fx tại hai điểm phân biệt đúng không em khi đó thì chúng ta sẽ có ngay 11 cộng m phải nhỏ hơn 12 nhỏ hơn 12 thì nó mới cắt tại hai điểm phân biệt như thế này tương đương với m sẽ nhỏ hơn một m nhỏ hơn một chúng ta khoanh vào đáp án b nhé như vậy là anh đã kết thúc cho các em câu số 52 cũng là câu cuối cùng trong đề bài tập về luyện số 6 của thực chiến đề toán trong cái quá trình chữa có có thể sẽ, sẽ vẫn gặp nhiều sai sót để mỗi gặp một số sai sót thì nếu mà còn cái lỗi sai nào thì các em thông cảm nhé và nếu mà các em thấy sai thì các em có thể uh, inbox trực tiếp cho anh hoặc là phản hồi về cho các anh chị trên page lớp book k để các anh chị uh, giải đáp kịp thời cho các em rồi cảm ơn các em đã theo dõi nhé anh chào các em